Người ta đã nghiên cứu được rằng những người trầm cảm khi thực hành 15 ngày liền, mỗi ngày họ viết 3 điều biết ơn. Thì sau 15 ngày, 92% những người trầm cảm đã cảm thấy hạnh phúc hơn. Hạnh phúc chân thực hoàn toàn có thể xảy ra ở bất cứ khoảnh khắc nào. Đặc biệt là ngay trong khoảnh khắc hiện tại, chúng ta cũng có thể cảm nhận hạnh phúc. Có người nói rằng là hạnh phúc, đúng không ạ, là phải diễn ra ở một cái tương lai, phải đạt một cái mục tiêu nào đó thì mình mới có hạnh phúc. Vậy thì kiểu hạnh phúc đó là kiểu hạnh phúc có điều kiện. Khi mình không đạt được mục tiêu, mình cũng sẽ sinh khổ. Hoặc khi đạt được cái mục tiêu đó rồi thì cái tâm ham muốn của mình lại tiếp tục muốn chinh phục một mục tiêu khác, và nó khiến mình cạn kiệt năng lượng rất là nhiều. Vì vậy Hiên Dương khuyến khích chúng ta đang tu tập giữa đời thường, chúng ta rèn luyện chánh niệm giữa đời thường, nên một mặt chúng ta vẫn cần đặt những mục tiêu, nhưng một mặt khác chúng ta cần phải giữ cho cái nguồn năng lượng của mình nó dồi dào, để mình có thể cảm nhận được hạnh phúc trên cái hành trình mà mình đi. Bởi vậy nên mục tiêu chúng ta vẫn viết ra, mục tiêu chúng ta vẫn nên có. Tuy nhiên trên cái hành trình mà chúng ta bước được đến mục tiêu ấy, thì chúng ta rất cần giữ cho mình một cái nguồn năng lượng ổn định. Mà Hiên Dương vừa nói là cái sự cân bằng đó. Mình phấn khích quá, mình cũng sẽ mất năng lượng. Mình chìm quá, đúng không ạ? Mình đi vào bóng tối thì mình cũng đánh mất cái nguồn năng lượng của mình. Nên mình cần phải chế tác ra cho bản thân mình một cái nguồn năng lượng hạnh phúc tự thân, thì mình mới có thể đi được đến những cái mục tiêu của mình, đúng không ạ? Mình vừa đi nhưng mình vừa có cái sự an lạc, cái sự thoải mái, cái sự hạnh phúc từ bên trong của mình. Nên Hiên Dương muốn hướng mọi người đến cái cách như vậy. Hiên Dương không phải là một người cổ suý cho cái lối sống là mình phải quay lưng với cuộc đời, hay là mình cũng chê bai một cái lối sống hiện đại. Có nghĩa là Hiên Dương muốn chúng ta cần phải đi giữa và khuyến khích chúng ta hãy đi ở trung đạo. Chúng ta vừa hướng tâm mình đến cái phía ánh sáng để chế tác cho mình cái nguồn năng lượng tự thân, đồng thời chúng ta vẫn phải duy trì cái sự sinh tồn của mình trong đời sống. Cơm áo gạo tiền chúng ta vẫn cần phải duy trì. Chúng ta hãy ứng dụng những cái điều mà chúng ta học được Phật Pháp, chúng ta học từ thiền tập, chúng ta học từ chánh niệm, để chúng ta làm cho cuộc sống của mình nó có một cái sự cân bằng hơn. Thì đấy mới là điều chúng ta nên hướng đến. Và bây giờ thì Hiên Dương cũng sẽ nói đến một cái phần chính của cái buổi hôm nay. Đó là Hiên Dương sẽ hướng dẫn chúng ta hai bước để chế tác cái loại hạnh phúc ngẫu nhiên, chế tác cho chúng ta cái luồng hạnh phúc tự thân bên trong mình. Và hai bước rất là đơn giản mà ai cũng có thể thực tập được. Và nếu chúng ta chăm chỉ học thì chúng ta có thể ghi chép lại để về chúng ta tập theo, thì chúng ta cũng sẽ thấy rất nhiều những cái lợi lạc từ hai bước này. Thì bước số 1 để chúng ta có thể chế tác được loại hạnh phúc tự thân, loại hạnh phúc ngẫu nhiên, loại hạnh phúc không cần lý do, thì bước 1 là chúng ta cần có một cái phát nguyện, ý định về sự hạnh phúc tự do. Bước 1 đó là chúng ta phát nguyện ý định về sự hạnh phúc tự do. Tại sao cái sự phát nguyện này rất là quan trọng? Bởi vì như này, chúng ta có thể thấy là bây giờ, đúng không ạ, có những người chúng ta đã trưởng thành rồi, nhưng chúng ta vẫn rất là nhớ đến những cái kỷ niệm, hoặc một cái gương mặt của ai đó, hoặc một cái sự kiện đã trôi qua mà nó khiến mình rất là ấn tượng. Và đôi khi những cái dấu ấn đấy có thể theo mình suốt được cuộc đời luôn, mình vẫn nhớ cái dấu ấn đấy. Ví dụ như một nụ cười của ai đó, một cái tà áo trắng, hay là một cái kỷ niệm ai đó làm cho mình một việc tốt chẳng hạn, mình nhớ rất là lâu. Vậy thì cái phát nguyện ý niệm này nó cũng thế đấy ạ. Khi mình phát nguyện thì chính cái sự phát nguyện đó nó sẽ ghim vào trong tiềm thức của mình một cái dấu ấn sâu sắc. Và dấu ấn sâu sắc đó sẽ giúp chúng ta có thể thực hành được theo cái hướng mà chúng ta mong muốn nó mạnh mẽ hơn. Vì vậy nên chúng ta hãy phát nguyện cái ý niệm về sự hạnh phúc, sự tự do một cách mạnh mẽ. Và để phát nguyện mạnh mẽ thì chúng ta hãy chọn cái thời điểm, đó là trước khi đi ngủ
hoặc là sau khi chúng ta thức dậy buổi sớm. Bởi vì lúc đó cái tâm trí của chúng ta nó khá là thoáng đãng, nó khá là tự do, khá là thuần khiết, và tâm thức cũng rất là cởi mở để chúng ta có thể gieo một cái hạt giống phát nguyện vào trong tâm của mình. Và chúng ta có thể hoàn toàn thực hành cái lời phát nguyện đó một cách nghiêm túc, chân thành. Khi chúng ta càng nghiêm túc, càng chân thành thì những cái kết quả nó sẽ đến với mình. Và chúng ta có thể hoàn toàn nhắm mắt lại, hoặc là chúng ta nhìn vào một điểm trước mắt để thực hành lời phát nguyện về sự tự do, hạnh phúc bên trong mình. Hãy nhắm mắt lại, hít thở tự nhiên, không cố tĩnh tâm, không cố gồng lên, không ép bản thân phải thực hành. Và hãy nói với chính mình, hãy hướng tâm vào bên trong mình để phát nguyện ý định. Hãy gửi thông điệp cho tâm thức của mình. Hãy nói với tâm thức của mình rằng tôi muốn mở ra tiềm năng hạnh phúc của mình. Xin cho tôi trải nghiệm hạnh phúc ngay lúc này, ngày hôm nay, những ngày sau và cuộc đời này. Xin cho tôi trải nghiệm sự vui vẻ, thoải mái. Và khi phát nguyện, bạn hãy xem xét xem trong tâm của mình có sự nghi ngờ nào không. Đôi khi trong tâm thức có những tiếng nói nhỏ nghi ngờ rằng điều này có thật sự xảy ra không? Liệu tôi có làm được không? Hãy quan sát sự nghi ngờ đó. Hãy lặp lại nhiều lần trong đầu sự phát nguyện về tự do, hạnh phúc. Xin cho tôi mở ra tiềm năng hạnh phúc. Xin cho tôi trải nghiệm hạnh phúc. Những câu nói mà bạn đang nói với chính mình, với tiềm thức, sẽ lưu lại những dấu ấn, những ký ức, và nó bén rễ sâu. Nó sẽ nhắc tâm của bạn có những trải nghiệm hướng về phía hạnh phúc. Và bạn hãy thực tập lời phát nguyện này trước khi đi ngủ, hoặc là buổi sáng sớm khi thức dậy. Hãy nhắc tâm mình mỗi ngày. Còn nếu chúng ta không thể nhớ được bằng cách phát nguyện trong thiền, hoặc là không thể nhớ được để mình nhắc tâm mỗi ngày, thì chúng ta hãy viết ra một cái mẩu giấy. Chúng ta có thể để ở điện thoại, hoặc là để ở cái khu vực mà mình hay sử dụng, ví dụ như là bàn làm việc, hoặc là nơi cái một cái góc nào đó trong phòng ngủ của mình, để có thể nhắc tâm mình là mình cần phải phát nguyện về sự hạnh phúc mỗi ngày. Và trước đây thì Hiên Dương cũng thực hành cái phát nguyện như này vào cái thời khắc là trước khi đi ngủ. Thì Hiên Dương có một quyển sổ nhỏ, và Hiên Dương thường viết xuống cái phát nguyện hạnh phúc, cái phát nguyện một cách trong cái tâm thái bình an ấy. Khi mình bình an, mình phát nguyện thì giống như một cái hạt giống lành được gieo xuống một cái mảnh đất màu mỡ, thì nó sẽ ươm cây trổ quả, và chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm tốt, và thậm chí là chúng ta có thể trị liệu được bệnh tật của mình. Nên chúng ta hãy mạnh dạn và nghiêm túc cho cái phần phát nguyện của mình. Và như thế thì chúng ta đã xong bước 1 là bước phát nguyện. Bước thứ 2 thì Hiên Dương gọi là bước thực hành. Thực hành có nghĩa là bình thường mình phát nguyện, đúng không ạ? Thì nghĩa là mình mới có trong cái ý của mình thôi, trong cái mong muốn của mình thôi. Nhưng để biến nó trở thành những cái kết quả có thật thì chúng ta cần phải có những cái cách thực hành. Vậy thì Hiên Dương sẽ hướng dẫn cho chúng ta 3 cái cách thực hành để chúng ta chế tác ra cái loại hạnh phúc tự thân, và giúp chúng ta hướng cái thói quen chú ý của mình theo cái hướng tích cực, theo cái hướng ánh sáng, theo cái hướng hạnh phúc.
Và Hiên Dương khuyến nghị chúng ta, khuyến khích chúng ta đó là khi mà mình thực hành những cái bài tập như thế này thì chúng ta không nên cưỡng ép bản thân. Không cần phải hô khẩu hiệu là mình phải tích cực lên, không cưỡng ép bản thân là cái điều đầu tiên. Nếu chúng ta chưa sẵn sàng cho cái phần thực tập thực hành thì cũng hãy phát nguyện thêm một thời gian nữa rồi mình sẽ thực hành được. Và điều thứ hai đó là khi đã thực hành, chúng ta cần có một cái sự kiên trì tuân thủ kỷ luật. Thì khi mà mình kiên trì, mình chủ động, mình kỷ luật bản thân thì mình sẽ tạo ra những cái kết quả tốt. Vậy thì Hiên Dương sẽ trình bày luôn cái cách 1 để chúng ta rèn luyện một cái thói quen hạnh phúc tự thân. Đó là chúng ta cần phải chủ động thực hành lòng biết ơn. Chúng ta cần chủ động thực hành tâm biết ơn. Và khi mà chúng ta thực hành tâm biết ơn thì chúng ta thực hành thì mình sẽ có được rất nhiều những cái lợi lạc. Chúng ta hãy thử quan sát lại chính mình xem là trong cuộc sống mình có xu thế hay phàn nàn đổ lỗi hay là mình có xu thế biết ơn. Hai cái xu thế đó nó sẽ hướng dẫn chúng ta sang hai cái con đường khác nhau đấy ạ. Một con đường rẽ sang trái, một con đường rẽ sang phải. Vậy thì mình xem mình đang rẽ theo hướng nào. Mình rẽ theo cái hướng mình hay phàn nàn đổ lỗi, hay mình rẽ theo cái hướng là mình có một cái tâm biết ơn trong đời sống. Cái tâm biết ơn á, nó sẽ đưa cho chúng ta rất là nhiều cái lợi lạc. Thay vì mình phàn nàn, mình đổ lỗi thì mình biến mình thành nạn nhân của vấn đề, thì khi mà mình biết ơn, mình sẽ nâng cái tầm thế, cái tầm vóc của con người mình lên rất là nhiều. Thì người ta đã nghiên cứu được rằng là có một cái đối tượng, đó là những người trầm cảm, khi thực hành 15 ngày liền, mỗi ngày họ viết 3 điều biết ơn, thì sau 15 ngày 92% những người trầm cảm đã cảm thấy hạnh phúc hơn. Họ có thể chọn đó là viết một cái trang biết ơn dành cho ai đó, họ gửi đi bằng email hoặc gửi đi bằng tin nhắn, hoặc là họ tự viết cái lời biết ơn ít nhất là 3 điều mỗi ngày vào trong cuốn sổ của mình, thì họ sẽ nhận được những cái lợi lạc như vậy. Vậy thì chúng ta thì sao ạ? Chúng ta đã từng thực hành tâm biết ơn chưa? Nếu mà chúng ta đã từng thực hành thì chúc mừng anh chị. Còn ngoài ra thì Hiên Dương có một cái lưu ý, đó là khi mình thực hành thì mình thực hành bằng tâm, chứ mình không thực hành bằng hình thức. Có nghĩa là khi mà mình cũng có viết này, mình viết này, nhưng tâm của mình còn sự hoài nghi, tâm của mình còn có sự lo lắng, rồi còn rất nhiều những cái tiếng nói nhỏ ngăn chặn mình ở trong cái đầu của mình ấy, thì nó khiến cái sự thực hành của mình không còn được mạnh mẽ. Nên Hiên Dương mới nói là hãy tạo cho mình một tâm thế tốt thì mình mới thực hành lòng biết ơn tốt được. Nên mới có cái bước 1. Cái bước 1 là mình phát nguyện về sự hạnh phúc, về một cái loại hạnh phúc tự thân mà không cần một cái điều kiện gì cả, thì mình sẽ thực hành được lòng biết ơn này một cách nó chỉnh chu, một cách nghiêm túc và có những cái cảm xúc thật. Còn nếu mình chỉ thực hành một cách hình thức chống chế bề nổi thôi thì mình không nhận được những cái lợi lạc từ tâm biết ơn. Và có một câu chuyện mà Hiên Dương rất ấn tượng, đó là có một cái anh chàng làm một cái nghề rất là đơn giản, đó là cái nghề gọi là giản đơn thôi trong đời sống, là nghề đóng giày. Và ngày nào anh ấy cũng làm công việc với một cái tâm thái rất là say mê, hăng hái trong công việc. Và anh ta luôn gọi tên một cái vị thần trong cái công việc của anh ấy, và anh ấy luôn biết ơn mỗi ngày. Tức là vừa làm việc nhưng vừa với một cái tâm thái rất là biết ơn một cái vị thần trong tâm anh ấy đã luôn luôn cho anh ấy một cái sự vui vẻ trong công việc. Và nhờ anh ấy cứ gọi tầm cái tên của cái vị thần đó và biết ơn mỗi ngày, thì kết quả xảy ra đó là sau khoảng một thời gian 20 năm thì anh ấy đã gặp được cái vị thần đó. Vị thần đã xuất hiện và anh ấy rất là ngạc nhiên. Anh ấy nói là tôi có mời bạn đến đây đâu. Nhưng vị thần đó đã cười và nói rằng à, bởi vì anh đã gọi tên tôi hàng ngày nên tôi mới đến đây. Câu chuyện này muốn nói đến điều gì ạ? Là khi mình gieo một cái tâm biết ơn chân thành mỗi ngày đến một cái việc gì đó, đến một con người nào đó, đến một cái trải nghiệm nào đó, thì mình có xu thế thu hút cái điều đó trở thành sự thật. Đó, trở thành sự thật. Ví dụ như chúng ta biết ơn thức ăn, biết ơn nước uống, biết ơn cơ thể khỏe mạnh, biết ơn những tế bào đang nuôi sống mình, biết ơn cái bầu không khí này, biết ơn cả những cái điều mình đã trải qua rất là tồi tệ, nó cho mình cái sự trưởng thành. Nếu mình có thể sống với cuộc sống với một cái tên biết ơn thì mình được nhận rất là nhiều. Bởi vì Hiên Dương vừa nói đấy, nó sẽ thu hút những cái trải nghiệm theo cái hướng đó.
Còn ngược lại, nếu mà mình chỉ có tâm phàn nàn, tâm đổ lỗi thôi, mình bị bệnh thì mình đổ lỗi là tại ông chồng kia, là tại cái công việc này, tại cái môi trường sống này, tại số phận này. Nếu mà mình luôn luôn đổ lỗi tại điều này, tại điều kia, thì cái thứ chúng ta nhận về là gì ạ? Tâm đổ lỗi, đúng không ạ? Thì cũng nhận lại đó là những cái kết quả nó rất là tàn tệ. Nó sẽ biến mình thành cái nạn nhân thực sự của vấn đề. Bởi vì khi mình đổ lỗi, có nghĩa là mình mặc định, mình đã nhận mình là nạn nhân, mình đồng nhất mình là con bệnh. Vậy khi mình đồng nhất mình như vậy, mình tin mình như vậy, thì nó xu thế là sao? Nó trở thành sự thật. Bởi vì cuộc sống luôn vận hành như vậy. Dù là bạn đã học luật nhân quả, hay bạn học luật hấp dẫn, hay là bạn học bất cứ một cái kiến thức trí tuệ nào cổ xưa, đông tây kim cổ, thì bạn có nhận thấy một cái sự liên hệ chung giữa tất cả các quy luật là gì? Là khi bạn gieo một cái niềm tin, một cái tâm thái nào đó trong chính mình, bên trong mình, thì nó sẽ phản chiếu ra bên ngoài những cái điều như vậy. Và có những người, người ta gọi là tâm thức thế nào thì nhìn ra thế đấy. Nên nếu mình nuôi dưỡng tâm biết ơn, mình hài lòng với những điều mà mình đang có, thì mình sẽ có thu thế là mình thu hút được những cái trải nghiệm trong cái cuộc sống của mình theo cái hướng là mình hạnh phúc hơn. Nên bây giờ chúng ta có thể nhắm mắt lại một chút, thực hành một vài phút, một bài thiền nhỏ. Chúng ta nhắm mắt lại hoặc nhìn vào một điểm trước mắt. Chúng ta đừng ngại ngùng thì thầm những lời biết ơn trong tâm thức của mình. Hãy nhớ đến một sự kiện hạnh phúc, nhớ đến một người mà bạn ngưỡng mộ, hoặc bạn nhớ đến một cái sự thành công của bản thân mình. Rồi bạn cảm nhận hạnh phúc bên trong bạn, cảm nhận trong tâm bạn tràn ngập sự hạnh phúc. Rồi bạn thành thật, nghiêm túc nói lời biết ơn với người mà bạn yêu thương, nói lời biết ơn với sự kiện mà bạn đã trải qua, nói lời biết ơn với một thành công nào đó mà bạn đã đạt được. Khi bạn nói lời biết ơn, hãy cảm nhận xem tràn ngập trong tâm của mình là cảm giác gì? Có phải đó là cảm giác hài lòng hay không? Có phải đó là cảm giác của sự tự do, sự thuần khiết, sự yêu thương, sự nhẹ nhõm? Khi bạn nuôi tâm biết ơn, khi bạn nói lời biết ơn, những cảm giác đó cho bạn cảm nhận về bản thân mình như thế nào? Bạn có nhận ra rằng khi bạn biết ơn thì bạn nhận thức được dường như bạn trở nên thuần khiết hơn, dường như vị thế của bạn tốt hơn, dường như sự tồn tại của bạn ý nghĩa hơn, và dường như có một nguồn năng lượng thanh sạch tràn đầy sự bình an sẽ chảy tràn vào trong từng tế bào của bạn. Khi bạn biết ơn, dường như bạn thấy con người của mình trở nên tử tế hơn, con người của bạn trở nên thuần khiết hơn, con người của bạn trở nên có giá trị hơn. Mỗi ngày bạn chỉ cần dành ra 30 giây đến 1 phút để nói lời biết ơn, hướng tâm vào bên trong, tìm một điều gì đó để biết ơn. Vì khi chúng ta biết ơn, chúng ta thấy giá trị của mình bắt đầu thay đổi. Thay vì mình nhìn thấy mình là một cái gì đó rất là bệnh tật, rất là nhỏ bé, rất là tiêu cực,
thì khi mình có tâm biết ơn, mình thấy mình trở nên thánh thiện hơn, thuần khiết hơn. Bạn có nhận ra rằng khi mà chúng ta đổ lỗi này, chúng ta phàn nàn này, chúng ta khó chịu với cuộc sống, thì thực ra nó phản chiếu điều gì ạ? Nó phản chiếu tâm thức của mình giống như vậy. Bởi vì tâm thế nào thì nhìn đời thế vậy. Nếu tâm của mình cũng nhỏ nhen, ích kỷ, đúng không ạ? Thậm chí là đầy rác rưởi thì mình sẽ nhìn cuộc đời cũng thế thôi, cũng đầy khổ đau, cũng rác rưởi. Rồi mình lại nhả độc vào cuộc sống, mình nhả cái sự tiêu cực ra cuộc sống, mình nhả cái sự khó chịu, thậm chí là mình nhả cái sự hôi thối, cái sự rác rưởi của mình ra cái cuộc sống này. Nhưng nếu mình nuôi được tâm biết ơn thì mình thấy thế nào ạ? Mình thấy hình như con người của mình nó thánh thiện hơn, nó thuần khiết hơn, nó yêu thương hơn, nó trắc ẩn hơn, từ tốn hơn, trí tuệ hơn. Có nghĩa là lúc đấy chúng ta tự thấy con người của mình hình như nó đẹp hơn, con người của mình ý nghĩa hơn, con người của mình đáng sống hơn. Vậy thì tại sao mình không nuôi tâm biết ơn của mình mỗi ngày? Ở Hiền Dương khi mà cũng trải nghiệm những cái sự kiện trong đời sống cũng như mọi người thôi, cũng có những lúc mình đạt được những cái mục tiêu, cũng có những lúc thì mình gặp những cái bế tắc, có lúc thì mình gặp những cái hoàn cảnh khách quan bên ngoài rất là tàn tệ đến với mình. Nhưng mình đều nhắc tâm mình là hãy học cái cách biết ơn. Có những người họ lên trên kênh YouTube của Hiền Dương họ chửi bới. Ngày trước thì Hiền Dương cũng là một người bình thường, đúng không ạ? Cũng có những cái cảm xúc mình có thể là mình cảm thấy không ổn lắm, đúng không ạ? Mình cũng thấy không được vui, rồi mình cũng cảm thấy tại sao, rồi mình cũng đổ lỗi. Nhưng sau đấy dần dần mình cũng cảm thấy biết ơn cả những cái lời bình luận tiêu cực, cả những sự kiện tiêu cực, bởi vì điều đó giúp cho bản thân mình tốt lên, giúp cho mình được hoàn thiện hơn và giúp cho mình nhìn đời sâu sắc hơn. Rồi khi mình quan sát một cái sự kiện rúng động ở bên ngoài, ví dụ như gần đây Hiền Dương thấy những cái vụ cháy, rồi những cái thảm họa về thiên tai nó cướp đi cái tính mạng rất là đau thương của nhiều người, thì lúc ấy một mặt mình rất là đồng cảm, và một mặt khác thì mình cảm thấy mình quá biết ơn, bởi vì mình còn những cái điều kiện để mình khỏe mạnh, mình còn sự sống, mình được thở. Và lúc đấy mình trân quý bản thân mình vô cùng. Nên nếu như cô chú anh chị ở đây chúng ta bị mắc những cái chứng lo âu trầm cảm, hay là mình mắc những cái chứng mất ngủ, nó rất là kinh khủng, đúng không ạ? Mình phải đối diện hàng ngày với những cái nỗi đau, thì mình hãy nuôi tâm biết ơn. Hãy biết ơn những gì mình đang có. Mình hãy biết ơn những cái tế bào nó vẫn nuôi dưỡng mình, để mình có một cái thân thể lành mạnh. Mình biết ơn từng cái bữa ăn, mình biết ơn cái người bên cạnh mình chăm sóc mình. Mình biết ơn mình đang được thở, trong khi có những người đang phải thở máy, có những người chỉ còn vài giờ, một vài ngày để sống. Mình hãy biết ơn những cái gì mình đang có, thì mình sẽ thấy cái giá trị của bản thân mình nó cao lên rất là nhiều. Và đó là cách để chúng ta tự chế tác cái hạnh phúc tự thân. Cái giây phút chúng ta biết ơn là giây phút chúng ta được, cái giây phút chúng ta thấy mình được chữa lành. Nên là chúng ta hãy rèn luyện cái cách một này, là cách đã giúp rất là nhiều người họ có được cái sự chữa lành rất là tốt. Và chúng ta cũng có thể thực hành những cái bài thiền biết ơn ở kênh của Hiền Dương, hoặc là chúng ta mua những cái loa đài thiền của Hiền Dương, cũng có những cái chuỗi bài về tâm biết ơn mà Hiền Dương đưa vào rất là nhiều bài thiền khác nhau để chúng ta ứng dụng trong đời sống. Hoặc là chúng ta tham gia những khóa học chuyên sâu, cũng có những cái bài thiền biết ơn rất là sâu để giúp chúng ta kết nối lại cái thế giới bên trong mình, để mình thấy là mình cũng là một khu vườn hạnh phúc. Mình hoàn toàn có những khả năng biến rác thành hoa, biến những cái tiêu cực thành cái tích cực, biến những cái khổ đau của mình trở thành một cái chất liệu để cho mình cái sự bình an, cái sự tự do, hạnh phúc. Thì đó là cái cách đầu tiên để giúp chúng ta hướng được tâm mình theo cái sự hạnh phúc đúng đắn, hạnh phúc tự thân. Đó là duy trì cái lòng biết ơn. Và cách thứ hai Hiền Dương có chia sẻ để rèn luyện cái thói quen chú ý để mình hướng tâm theo hạnh phúc tự thân, đó là sự phụng sự và sự cho đi. Chúng ta cần phải thực hành tâm phụng sự, tâm cho đi. Tâm phụng sự, tâm cho đi nó không phải là cái gì to tát đâu ạ. Không phải là mình phải đi làm từ thiện, hay là không phải là mình cứ phải xông pha vào chốn này chốn khác thì mới là tâm phụng sự, tâm biết ơn. Và tâm phụng sự hay tâm cho đi ấy, nó có cái giá trị như thế nào? Sự cho đi
đôi khi rất là nhỏ thôi. Ví dụ như mình cho đi một lời quan tâm, cho đi một cái lời chào, cho đi một cái quyển sách, cho đi một cái bữa ăn mời ai đó, hay cho đi một cái sự tử tế của mình, đó, một cái sự phụng sự của mình, thì đó đều là sự cho đi. Và sự cho đi nó có rất nhiều cái tác dụng, trong đó có hai cái tác dụng chính mà Hiền Dương nói ở đây. Cái tác dụng đầu tiên của cái tâm cho đi ấy, đó là nó sẽ loại bỏ chúng ta khỏi cái thói quen ích kỷ. Bình thường thì mình rất là ích kỷ, nhất là những người mà chúng ta gặp những cái chứng lo âu trầm cảm hay là mình bị tâm lý. Hiền Dương nói mọi người đừng có buồn, mà mọi người hãy nhận diện, đối diện và nhận thức thôi. Hãy nhận thức mà đừng có phán xét mình và đừng có buồn gì cả. Bởi vì khi mà chúng ta bị cái tâm lo âu trầm cảm thì thường chúng ta có xu thế hơi ích kỷ đó. Tức là mình luôn tập trung vào bản thân mình, mình tập trung vào nỗi đau của mình suýt xoa, mình đau đớn mỗi ngày và mình cứ xoáy vào cái nỗi đau của mình. Và vì vậy nên là mình cần phải mở ra, mở cái dung lượng trái tim của mình ra bằng cái cách mình cho đi. Khi mình có cái cách là mình cho đi thì mình mở cái dung lượng trái tim nó rộng ra và mình sẽ loại bỏ cái thói quen ích kỷ. Mình có thể thấy rằng là à, dường như mình không đau như những cái gì mình đang nghĩ đâu, mình không khổ như những cái gì mình đang nghĩ khi mà mình nhìn vào người khác, khi mà mình cho đi được người khác. Và mình sẽ thấy rằng là khi mình giải phóng mình khỏi cái sự ích kỷ ấy, thì mình sẽ chuyển từ trạng thái là từ sợ hãi mình giải phóng và đi sang cái trạng thái là mình yêu thương. Thì trước đây Hiên Dương có đi cùng với một anh bác sĩ, anh ấy làm từ thiện của Hiên Dương. Thì khi anh ấy về từ thiện tại cái chùa mà nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi, thì anh có chia sẻ rất thật, đó là bình thường anh ấy đau khổ lắm. Vì anh ấy cũng có chức vị, cũng có những cái vị trí rất tốt trong công việc, nhưng anh ấy lại bị cái chứng là lo âu trầm cảm. Và lúc nào cũng thấy bản thân mình rất là tồi tệ. Cho đến khi anh ấy nhìn cái ánh mắt ngây thơ, trong sáng của những cái đứa trẻ mồ côi đang phải nhận cái tiền viện trợ hàng ngày của mọi người đến, mà chúng nó vẫn ngây ngô như vậy, vẫn hồn nhiên như vậy, thì anh ấy cảm giác là dường như anh ấy còn quá may mắn hơn những cái đứa trẻ đó. Anh ấy vẫn có công việc, vẫn có gia đình, vẫn có thu nhập, vẫn có rất những cái điều kiện hạnh phúc rất rất nhiều. Nhưng anh ấy lại tự dưng thấy ích kỷ, chỉ nghĩ cho cái nỗi đau của bản thân mình, mà mình không thấy là có những đứa trẻ khác nó còn đau đớn hơn, nó còn bất hạnh hơn, mà nó vẫn có thể hồn nhiên như vậy. Và từ đó anh ấy được xoa dịu, được chữa lành nhờ cái sự phụng sự cho đi đó. Nên chúng ta phải hiểu rằng chính sự phụng sự cho đi những cái hoàn cảnh khác sẽ giúp tâm mình được mở rộng ra. Mình không còn ích kỷ, mình còn không còn thu nhỏ mình với cái nỗi đau của mình nữa, mà mình sẽ nhìn mình ở một cái thế gì đó rất là thánh thiện, rất là yêu thương, đúng không ạ? Khi mình cho đi thì sao? Mình đang san sẻ tình yêu thương với người khác, mình san sẻ những cái gì mình có thể có cho người khác. Vậy thì ngay cái lúc đó mình được chữa lành, ngay lúc đó mình thấy tâm mình vô cùng bình an, mình hạnh phúc vô cùng vì mình đang có thể san sẻ cái tình yêu thương cho người khác. Và chúng ta chỉ có thể cảm nhận được điều này khi mà chúng ta trực tiếp làm, khi chúng ta trực tiếp đi phụng sự hoặc đi cho đi. Và Hiên Dương vừa nói rồi, không phải là bắt chúng ta đi từ thiện hay làm cái gì nó to tát đâu, mà mình có thể cho đi trong chính những cái nơi sống của mình thôi, đúng không ạ? Mình cho đi một cái sự quan tâm, một ánh mắt, một nụ cười, cho đi một lời chào, cho đi một cái sự nâng đỡ, cho đi một cái sự nhường nhịn. Đôi khi mình xếp hàng, đúng không ạ? Mình thấy những cái người yếu thế hơn mình hoàn có thể nhường chỗ cho họ. Hoặc mua đồ ăn, mình có thể mua cho những cái cụ già mà người ta bán những cái mớ rau mớ cỏ đấy, người ta ngồi ven đường, người ta ngồi trông rất là đáng thương, thì mình hoàn toàn có thể mua đồ giúp. Rồi mình có thể mang vác đồ hộ người khác. Tức là rất rất nhiều những hành vi trong đời sống đều thể hiện cái tâm phụng sự cho đi, miễn là chúng ta cần phải nuôi dưỡng và thực hành thì điều đó. Và Hiên Dương cũng nói đến một cái lợi ích thứ hai, là khi mà mình phụng sự hay mình cho đi ấy, thì mình sẽ kích hoạt được những cái hormone hạnh phúc bên trong mình. Nó giải phóng oxytocin và nó làm chuyển hóa cái cơ thể của mình, cái cơ thể hóa sinh của mình, từ đó giúp cho mình có được những cái trạng thái hạnh phúc, trạng thái vui vẻ nhờ cái sự cho đi. Thì Hiên Dương cũng nói đến rất là nhiều những cái cấp bậc của sự cho đi nhé. Cái cho đi đầu tiên đó là tài thí. Tài thí tức là mình có thể cho đi vật chất, đúng không ạ? Mình tặng ai một cuốn sách, mình mời ai một bữa ăn, rồi mình dành cho người khác một cái sự thoải mái, rồi mình mua cho cha mẹ mình một cái ngôi nhà, hay là mình tặng ai đó một cái chút đồ ăn, đúng không ạ? Người nghèo, mình san sẻ tiền bạc, thì đó là tài thí. Một cái sự cho đi thứ hai đó là pháp thí. Pháp thí ở đây là gì? Pháp thí ở đây là mình cho đi được cái trí tuệ, được một cái cách thức,
Ví dụ mình giúp được những cái bạn mà đang thất nghiệp, đúng không ạ? Có một cái cách thức để bạn ấy có một cái công việc ổn định hơn, hoặc là mình tạo một cái môi trường làm việc tốt hơn cho người khác, rồi là mình luôn luôn nhường người khác đó. Thì đó là cái cách mà mình bố thí được cái pháp thí. Cái pháp thí cũng rất là quan trọng, bởi vì nó mình cho được trí tuệ, mình cho được phương pháp thì họ sẽ có được một cái con đường họ đi. Và khi họ có con đường họ đi thì họ không bao giờ sợ đói, sợ những cái vấn đề rủi ro đến với họ. Đấy. Thì Hiên Dương gần đây thì tôi chọn cái phương thức thứ hai, đó là cái phương thức đó là mình bố thí cái pháp thí rất là nhiều. Pháp thí ở đây đó là cái kênh YouTube của Hiên Dương, mọi người cũng có thể thấy là hàng ngàn người đang thực tập thiền mà họ có được cái giá trị, và họ chuyển biến cơ thể, chuyển biến tâm lý và chuyển biến cái căn bệnh của mình rất là nhiều. Và Hiên Dương cũng cùng với đội ngũ cũng xây thêm một kênh nữa là kênh liên quan đến những cái bài pháp của thầy Thích Nhất Hạnh. Tức là song song kênh của Hiên Dương sẽ có một kênh khác, và Hiên Dương tập trung vào cái gọi là nền tảng YouTube để có thể truyền pháp, có thể truyền những cái bài giảng bài thiền của mình để giúp cho mọi người, và đó cũng là được gọi là một kênh từ thiện. Nên Hiên Dương cũng rất là cảm ơn rất là nhiều những cái tấm lòng của những anh chị học viên, hoặc là những anh chị mà có cái sự tin tưởng Hiên Dương cũng đã chuyển một chút những cái phí nho nhỏ, hoặc những cái donate những cái khoản phí nho nhỏ để giúp Hiên Dương có thêm những cái trang trải cho cả đội ngũ để làm video, để có thể xây cái kênh của mình vững chãi hơn, rồi là duy trì được cái nhịp có thể đăng tải video để phục sự cho cộng đồng. Tức là bên cạnh những người Việt Nam thì còn có những người nước ngoài, rồi là phụng sự cho những đối tượng người già. Rất nhiều cô chú anh chị mà rất là nhiều tuổi nhưng mà không có được cái nguồn thực tập chẳng hạn, thì Hiên Dương cũng bằng những cái bài chia sẻ trên YouTube cũng đã giúp đỡ được rất là nhiều người, và từ đó lan tỏa như một cái kênh từ thiện để vực dậy tinh thần cũng như là hỗ trợ sức khỏe. Nên đây cũng là một cái phần mà Hiên Dương coi đó là một cái kênh cho đi của Hiên Dương. Nên là nếu ai yêu thương thì cũng có thể hỗ trợ thêm cho đội ngũ của Hiên Dương những cái nguồn chi trả để Hiên Dương có thêm những cái động lực, cũng như là xây cái kênh YouTube này đi được một cách bền vững hơn. Còn nếu mà chúng ta không có thể cho đi được thì chúng ta cũng bằng cách ủng hộ kênh, đúng không ạ? Xem nhiều rồi là lan tỏa cho mọi người, chia sẻ cho mọi người thì cũng là cách mà giúp cho đội ngũ Hiên Dương rất là nhiều. Và những cái bình luận của cô chú anh chị thì Hiên Dương rất là trân trọng và muốn gửi lời biết ơn đến cô chú anh chị cũng đã luôn ủng hộ cho Hiên Dương để ra được những cái video mà nó có ý nghĩa này, rồi có cái chức năng là trị liệu cho mọi người. Còn ai có những cái bình luận tiêu cực thì cũng không sao, miễn là chúng ta hãy xây dựng, đúng không ạ? Góp ý xây dựng, chứ mình không nên là mình chỉ nhả ra một cái câu nào đấy mang đầy chất độc, vừa làm tổn hại đến những người khác khi nhìn bình luận của mình mà lại làm cho bản thân mình thêm đau đớn hơn thôi. Bởi vì Hiên Dương biết những người mà hay bình luận tiêu cực thì bản thân họ cũng là những người đang đầy đau đớn ở bên trong, nên họ đã nhả độc ra bên ngoài. Và Hiên Dương cũng coi cái việc đó là một điều rất bình thường khi mà Hiên Dương làm cộng đồng. Vậy thì Hiên Dương đang nói về cái sự cho đi, đúng không ạ? Thì cho đi giúp chúng ta giải phóng mình khỏi thói quen ích kỷ. Cho đi giải phóng chúng ta đến những cái hormone hạnh phúc này. Mình sẽ chiết xuất ra được những cái năng lượng tích cực này. Rồi cho đi thì sẽ làm gì ạ? Sẽ cho chúng ta được một cái trạng thái, đó là mình chuyển từ sự sợ hãi sang chế tác những cái năng lượng yêu thương. Và khi mà mình có được sự yêu thương thì mình không còn sợ, mình thấy sẽ rất là an toàn, mình thấy được nâng đỡ, mình có được điểm tựa. Nên chúng ta hãy mạnh dạn cho đi, hãy mạnh dạn cho đi, đừng sợ hãi. Cho đi là mình thiệt, khi cho đi mình là người được. Hiên Dương vừa nói rồi đấy, mình là người được. Bởi vì suy cho cùng, sự hạnh phúc không đến từ những điều kiện bên ngoài, sự hạnh phúc đến từ sự cảm nhận bên trong. Khi mình cho đi, mình cảm giác mình thật là vĩ đại, mình thấy trái tim của mình thật là có một cái dung lượng rộng lớn, mình cảm thấy mình thật là giá trị, đúng không ạ? Mình cảm thấy mình thực sự là có một cái tâm thật là trong sáng. Khi mình cho đi như vậy thì đầu tiên mình là người được, cái thứ hai là người nhận cũng được. Nên nếu có thể cho thì mình hãy cho. Và cấp độ cho cao nhất đó là giống như là cái cấp độ cho của Quan Thế Âm Bồ Tát, đó là cho đi sự không sợ hãi. Chúng ta nhận thấy khi mà mình ở trạng thái bế tắc, tiêu cực, thậm chí là hoạn nạn, khó khăn, mình thường niệm cái danh hiệu đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Vậy thì mình có thể cho được người khác cái điều đó không? Trong mình cũng có một hạt giống của Quan Thế Âm Bồ Tát đó.
Nên khi bạn cho đi một điều nhỏ thôi, bạn tưởng là nhỏ nhá, nhưng với người khác bạn như một vị quan âm vậy. Bởi vì bạn đã giúp họ không còn sợ hãi. Khi bạn có thể giúp ai đó không còn sợ hãi, có nghĩa là bạn chính là một quan âm Bồ Tát. Bạn là một hạt giống của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nên hãy cho đi. Khi cho đi, bạn càng đứng cao hơn vấn đề, và bạn càng trở nên rộng lớn hơn. Cái tôi của bạn không còn nhỏ bé, ích kỷ, sợ hãi nữa. Cái tôi của bạn trở nên bao la hơn, trở nên vĩ đại hơn, trở nên yêu thương hơn, trở nên trắc ẩn hơn. Thì Hiên Dương cũng có thấy đó là có những em nhỏ, mặc dù em không thể cho đi điều gì, nhưng mà một hai con thú bông thôi gửi vào viện ca, đúng không ạ? Hoặc gửi đến những em bé mồ côi, thì chính bản thân em bé khi cho đi, em bé sẽ rất là vui, em bé sẽ rất là hạnh phúc. Và em bé cũng có một hạt giống Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong chính cái em bé như vậy. Vậy chúng ta cũng vậy, là những con người trưởng thành, chúng ta có một chút thu nhập. Hãy trích ra một cái phần thu nhập nho nhỏ của mình cho đi đâu đấy. Mình có thể cho đi một trung tâm mồ côi, mình cho đi một cái bệnh viện nào đó, hoặc mình cho đi để xây những cái kênh YouTube mà có giá trị về pháp và chuyển hóa nhiều người. Đó, có thể cho đi bất cứ một cái nguồn nào, miễn là mình cảm thấy là lúc đấy mình vô cùng happy, mình vô cùng hạnh phúc, mình cảm thấy mình có giá trị vô cùng. Thì Hiên Dương cũng thường làm cái điều đấy, cũng thường có những cái sự âm thầm thôi. Rất ít khi chia sẻ với mọi người là mình làm từ thiện ở đâu, rồi cho đi như thế nào, mà Hiên Dương luôn làm những cái điều đấy một cách âm thầm. Ví dụ khi nhà trường hoặc của các em nhỏ mà có kêu gọi những cái chương trình cho các cái bệnh viện thì Hiên Dương cũng có đóng góp, hoặc là những cái chương trình phóng sinh, hoặc là bản thân tự gia đình của Hiên Dương một năm sẽ phóng sinh rất là nhiều lần để mình có thể đem tâm cho đi một cái điều gì đấy mà hướng thiện, hướng lành. Thì lúc đấy thì bản thân Hiên Dương là người được. Thì mọi người cũng vậy, hãy mạnh dạn mang cái tâm cho đi của mình cho ai đó. Và cái sự cho đi lúc đó thì sẽ chế tác những cái hạt mầm yêu thương và chữa lành trong bản thân mỗi người rất là nhiều. Và cái cách thứ ba mà Hiên Dương muốn nói đến về cái việc chế tác cái năng lượng hạnh phúc tự thân